Tang lễ trí tài tại Mỹ, xót xa hình ảnh ca sĩ Phương Loan nhìn chồng lần cuối. Trưa 18 tháng 12, sáng 19 tháng 12 theo giờ Việt Nam, lễ tang danh hài trí tài được tổ chức trong khuôn viên của Công đoàn Giáo sứ Thánh Linh, Fountain Valley, quận Cam, California. Ông Trí Thiện, anh trai cố nghệ sĩ, làm trưởng ban tang lễ bên cạnh sự giúp đỡ của Hoài Tâm, Hoài Phương. Cả hai có mặt tại nhà thờ từ sớm. Ngày 18 tháng 12 giờ địa phương, đúng 11 giờ, tức 2 giờ sáng tại Việt Nam, vợ và các anh em đưa linh cữu nghệ sĩ Trí Tài di chuyển từ nhà quản đến nhà thờ. Lễ tang diễn ra trong thời điểm dịch bệnh nên được tổ chức ngoài trời, trong khuôn viên nhà thờ. Người đến viếng được yêu cầu mang khẩu trang và thường xuyên dùng nước rửa tay diệt khuẩn. Ca sĩ Phương Loan, vợ nghệ sĩ Trí Tài lặng lẽ nhìn linh cữu được di chuyển vào lễ đường. Trước đó, bà xã Trí Tài thông báo lễ tang không nhận vòng hoa. Thay vào đó, mọi người có thể gửi tiền phúng điếu vào quỹ từ thiện mang tên Trí Tài để ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Trong lễ tang, chị Phương Loan và các thành viên trong gia đình không kìm nén được nỗi đau mất người thân. Vợ Trí Tài khóc trước linh cữu chồng và nghẹn ngào khi nhận lời chia sẻ từ bạn bè. Phát biểu trong tang lễ, anh trai danh hài Trí Tài gửi lời cảm ơn mọi người đã đến viếng em. Cảm ơn ân tình khán giả, đồng nghiệp đã dành cho em những ngày qua. Vì nỗi đau quá lớn và đột ngột, vợ nghệ sĩ đứng không vững và luôn phải có người dìu trong lễ viếng. Hình ảnh chị đứng lặng bên linh cữu suốt lễ viếng khiến nhiều đồng nghiệp xót xa. Thúy Nga là một trong những nghệ sĩ đến sớm tiễn đưa đàn anh. Nữ diễn viên cho biết cô đi diễn nhiều năm với đàn anh, cả hai luôn vui vẻ, kết hợp ăn ý. Thúy Nga tâm sự, khi xem lại các video hài anh em diễn chung, cô vẫn không thể tin nghệ sĩ Trí Tài qua đời. Nữ diễn viên hài nói, anh ra đi thanh thản nhé, mọi người luôn nhớ đến anh. Em thắp nén hương tiễn biệt người anh hiền lành, vui tính và đáng kính. Danh ca Khánh Hà ôn lại những kỷ niệm đẹp với người em thân thiết trong nhiều show diễn ở Việt Nam và Mỹ. Trong khi phát biểu, Khánh Hà nghẹn ngào, bật khóc. Tôi nhớ mãi lần biểu diễn ở một show thời trang, Trí Tài mang bó hoa lớn lên tặng. Một người em hiền lành, đáng yêu đã ra đi, bà nói. Vợ chồng ca sĩ Hồng Ngọc và Đức Tiến đến viếng nghệ sĩ hài. Cựu người mẫu nhớ lại những buổi quay quảng cáo cùng đàn anh ở Việt Nam. Thời gian ngắn làm việc với danh hài Trí Tài, Đức Tiến cho biết đã học hỏi được nhiều điều như sự lạc quan, bao dung với đồng nghiệp từ đàn anh. Nghệ sĩ Hồng Đào cho biết chị đóng chung với Trí Tài khi ông lần đầu diễn hài. Chị chia sẻ ở lễ tang. Tôi bị mất thăng bằng từ ngày biết tin anh Tài mất. Hơn 20 năm qua, anh Tài là mắt xích, kết nối các anh em nghệ sĩ với nhau. Nhiều khi tôi gặp khó khăn vẫn gọi anh để chia sẻ. Suốt một năm qua, anh Tài vẫn thường nói đến sự trở về. Mỗi khi mệt mỏi, anh bảo đều nghĩ đến chị Loan. Bây giờ về với chị, anh đã yên lòng, anh đã sống một cuộc sống tuyệt vời. Vợ chồng ca sĩ Hồng Ngọc và Thomas Tâm trong dòng người tới viếng, nữ ca sĩ tâm sự. Anh ra đi để lại bao yêu thương tiếc nhớ, tôi và Tâm luôn nhắc về anh, về cách cư xử mà cả hai luôn cần phải noi theo. Nhiều khán giả xếp hàng để được nhìn mặt và tiễn biệt nghệ sĩ Trí Tài. Lễ viếng danh hài kết thúc vào 17 giờ theo giờ địa phương.